giờ còn có một con gà ổng với bả để chơi thú nhúng rồi, mày vô mày kiếm một mớ lúa, phải thì anh em mày cắt nhà, còn không phải thì ra đường ở luôn. Mà gà đâu đếm coi nè, mày coi giùm anh con gà coi. Ông bà người ta thường có câu ô chân trắng mẹ mắng cũng mua. What? Cái này xiên đao hay dễ dính liền, sổ đỏ đi trước cái nhà đi sau. Thôi tào lao đi vô lại đi. Nè nè, đuối không? Để nè, một bấm luôn. Sẵn sàng ơi. Sẵn lâu, mày lấy lúa thiệt hả? Hiện tại kêu lấy lúa, chứ có lấy gạo đâu. Mà nhiêu đây, con gà này ăn đủ cả tháng rồi. Trời ơi, tao lại mày à.